Việt Nam cần có một kịch bản hành động mạnh mẽ, rõ ràng, coi tái cơ cấu là cách tiếp cận chủ đạo của kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi cơ sở cho quá trình tăng trưởng mới. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo với chủ đề Thế giới và Việt Nam dự báo năm 2012 được tổ chức ngày 17 tháng 12 tại Hà Nội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cần định vị năm 2012 trong kế hoạch trung hạn 2011-2015 để lựa chọn mục tiêu ưu tiên cho hành động. Theo đó, ba nhiệm vụ của năm 2012 là khôi phục ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phục hồi tăng trưởng. Về cấp độ ưu tiên, để đưa nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, không thể không ưu tiên nhiệm vụ tái cơ cấu, đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống 6-7%, kiên quyết giảm thu ngân sách. Trên cơ sở đó, giảm đầu tư công, kéo thâm hụt ngân sách xuống 4% GDP. Nếu như cái kinh tế và cái lạm phát bây giờ, ngay từ bây giờ mà chính phủ tiếp tục khẳng định và quyết tâm kiên trì cái chính sách là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với cái thắt chặt tiền tệ và thắt chặt tài khoá, đồng thời với đó phải cắt giảm đầu tư công thì cái lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô giảm giữ được, lạm phát giảm xuống, và lạm phát giảm xuống, ổn định kinh tế vĩ mô đạt được, và thì niềm tin cái cải thiện cái môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể. Và đó theo tôi là cái điểm khởi động, tiền đề cũng là cái quan trọng nhất mà có thể tạo ra sự khác biệt của năm 2012 so với một số năm gần đây. Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận để tìm đầu ra cho hàng hóa Việt Nam và thị trường bán lẻ trong năm 2012. Thị trường thế giới được dự báo là tăng trưởng chậm lại do sự suy thoái kinh tế từ Hoa Kỳ, châu Âu, bất ổn xã hội ở Bắc Phi, Trung Cận Đông. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam và thị trường bán lẻ. Do đó, thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2012 được dự đoán tiếp tục chưa có đột biến lớn về quy mô, dung lượng cũng như tốc độ tăng trưởng. Các doanh nghiệp trong nước cần theo dõi, nắm chắc biến động giá nguyên liệu, vật tư đầu vào để có chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Nai đưa tin, vào sáng ngày 17 tháng 12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty Pohut Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Vụ hỏa hoạn đã khiến một người bị thương và 6.000 m2 nhà xưởng bị lửa thiêu rụi. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, lửa đã bùng lên từ ống khói của nhà xưởng, sau đó lan nhanh đến các khu vực khác và bao trùm khu vực xưởng sản xuất. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều 8 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe bồn cùng 50 chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã làm 1 người bị thương và 3 người bị ngất xỉu do hoảng loạn. 6.000 m2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi và sụp đổ hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do sơn đọng lại trên ống khói cùng với bụi gỗ, do đó đã bắt lửa gây cháy. Hiện vụ việc đang được Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian gần đây thì trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ xe máy làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Xung quanh vấn đề trên thì đã có không ít những ý kiến lý giải, trong đó có cả những ý kiến gây tâm lý không tốt trong dư luận xã hội. Để quý khán giả rõ hơn về những nguyên nhân gây nên hiện tượng cháy nổ xe máy trong thời gian qua thì nhóm phóng viên truyền hình Thông tấn đã đi tìm hiểu thực tế và trao đổi với những người có chuyên môn về vấn đề này. Những gì còn sót lại của vụ cháy xe máy xảy ra vào ngày 12 tháng 12 trên phố Kim Mã, Hà Nội. Chỉ trong ít phút, chiếc xe ga có trị giá vài chục triệu đồng đã trở thành đống sắt vụn. Không lâu sau đó, trên cầu Trương Dương, Hà Nội lại xảy ra vụ cháy xe tương tự. Và theo thống kê chưa đầy đủ, riêng trong những ngày đầu tháng 12, trên địa bàn cả nước đã xảy ra gần chục vụ xe máy tự bốc cháy. Có nhiều ý kiến lý giải về hiện tượng này, song dưới góc độ chuyên môn, một thợ sửa xe máy trên phố Vĩnh Hưng, Hà Nội cho rằng: trong cái thời gian vừa rồi là tôi tại trung tâm chúng tôi là có thay rất nhiều cái dây bơm xăng của cái dòng xe Honda, đó là xe Elite, xe SR và Ablade. Nguyên nhân có thể do là chuột cắn. Đấy. Từ ở bên dưới tổng bơm xăng cho lên chế thì qua đường dẫn xăng ấy thì nó có một đoạn ống cao su và ở khoang dưới nó rất là rộng, chuột nó rất dễ cắn. Và khi mà chuột nó cắn thì khi ta bật chìa khóa lên ấy thì xăng sẽ bị trào ra và sẽ đọng ở dưới sàn. Khi gặp tia lửa điện có thể là do ở cao áp đánh xuống thì sẽ sinh ra cháy xe. Lý giải này cũng trùng khớp với nhiều ý kiến khác, trong đó có ý kiến của những giáo viên trường dạy nghề Phương Nam, quận Long Biên, Hà Nội. Qua hệ thống máy móc của chiếc xe tay ga được tháo rời này,
không khó để chúng ta có thể phân tích những nguyên nhân cháy nổ có thể xảy ra với chiếc xe của mình. Gần đây thì một số các cái hiện tượng gây ra cháy nổ trên xe máy trên địa bàn rất nhiều. Thì một số cái nguyên nhân ở đây thì nó gồm có hai cái nguyên nhân chủ yếu, đó là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Vấn đề khách quan như là chuột cắn, nó gây nên cái hiện tượng là hở đường ống bơm xăng, rò rỉ đường bơm xăng. Đấy là một cái nguyên nhân mà gặp rất nhiều ở trên xe máy, và nhiều người đã phải còn phát hiện kịp thời, đã phải kịp thời là thay thế được. Còn những cái người mà không phát hiện ra thì nó gây nên các cái hiện tượng cháy nổ là cái đương nhiên rồi. Còn nguyên nhân chủ quan thì thường là do con người sử dụng chúng ta. Thứ nhất là về cái phần sửa chữa, thì đa số là thợ sửa chữa ở Việt Nam thì chúng ta thứ nhất là thay thế các cái thiết bị điện trên xe nó chưa đảm bảo được cái yêu cầu của nhà sản xuất. Trên thực tế, xe máy có hai bộ phận có thể phát lửa và gây cháy, đó là tại hệ thống điện và hệ thống bơm xăng. Đây là tổ hợp cầu chì nằm trong hệ thống điện của xe máy. Nút màu vàng là cầu chì tổng, còn lại là cầu chì của các bộ phận khác trên xe. Theo thiết kế, thì khi có sự cố về điện xảy ra đối với bộ phận nào, thì cầu chì của bộ phận đó sẽ tự ngắt. Bởi vậy, khả năng phát lửa tại đây là khó có thể xảy ra. Theo thiết kế, xe số sử dụng hệ thống chế hỏa khí thông thường, còn trên hệ thống xe ga, nhà sản xuất sử dụng hệ thống phun xăng điện tử. Chính vì vậy, khi có sự cố, xăng từ đường ống bơm ra rất mạnh, cho nên xe ga dễ cháy nổ hơn xe số khi có sự cố hở đường ống bơm xăng. Gần đây, những vụ cháy xe liên tiếp xảy ra là vấn đề đáng lưu tâm đối với các cơ quan chức năng. Mười tám năm kiên trì theo đuổi các cuộc đàm phán, cuối cùng là đơn xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Nga đã được chấp thuận. Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy nhận định sự kiện này không chỉ là thắng lợi của nước Nga mà còn của cả 153 thành viên khác. Việc Nga gia nhập WTO đã xóa bỏ một nghịch lý tồn tại từ lâu trong tổ chức này. Nước Nga, một cường quốc với tổng sản phẩm quốc nội GDP lên tới 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, nằm trong nhóm các nước phát triển và mới nổi G20, tập hợp 20 nền kinh tế quan trọng nhất hành tinh, lại phải đứng bên ngoài WTO. Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy khẳng định đây là thời khắc lịch sử đối với Liên bang Nga cũng như hệ thống thương mại đa phương này. Việc Nga được chấp nhận trở thành thành viên WTO là một thắng lợi kép, thắng lợi đối với các thành viên WTO và thắng lợi đối với chính nước Nga. Với việc Nga gia nhập gia đình WTO, thể chế này sẽ chiếm tới 97% hoạt động thương mại toàn cầu. Về phía Nga, chính phủ và các chuyên gia kinh tế đã hoan nghênh sự kiện này và nhận định việc trở thành thành viên của WTO sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước Nga, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài hơn nữa. Bộ trưởng Kinh tế Nga cho biết, thành công này của Nga sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên và là chìa khóa thành công cho nhiều quốc gia khác trên thế giới chưa gia nhập vào tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu này. Đối với chúng tôi, việc gia nhập WTO là một thử thách mới, song chúng tôi tự tin để khẳng định nền kinh tế của chúng tôi đủ sức cạnh tranh với thách thức này. Tăng cường khả năng cạnh tranh chính là chìa khóa của sự thành công. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp và các nhà đầu tư sẽ phải sản xuất những mặt hàng có chất lượng tốt hơn, và tất nhiên, giá thành cũng sẽ tỷ lệ thuận với điều đó. Đây cũng chính là quan điểm của Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Suvalov. Ông khẳng định sẽ không có bộ phận của nền kinh tế Nga bị thiệt hại nghiêm trọng khi Moscow gia nhập WTO. Không hề có căn cứ nào để nói rằng những quy định của WTO sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga. Trước đó, các đại diện ngành chế tạo ô tô và khối công nông nghiệp tỏ ý lo ngại đến tương lai phát triển sau khi Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ngay lập tức có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev để chúc mừng thắng lợi này của Moscow, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương vì lợi ích của hai quốc gia.
Ngày 17 tháng 12, trận bão nhiệt đới Watsi với sức gió 90 km/h đã quét qua miền nam Philippines, làm ít nhất 180 người thiệt mạng, gần 400 người mất tích và hơn 100.000 người mất nhà cửa, đồng thời gây lụt lội trên diện rộng. Quân đội Philippines cho biết đã tìm thấy 97 thi thể tại cảng Cagayan de Oro, một cảng chính thuộc đảo Mindanao, và 75 thi thể khác tại cảng Iligan gần đó. Con số người mất tích tính tới thời điểm hiện tại của hai thành phố Cagayan de Oro và Iligan là khoảng 380 người. Quân đội Philippines cũng đã huy động hơn 20.000 binh sĩ tham gia công tác cứu trợ tại đây, đồng thời triển khai thuyền cứu hộ cùng 3 máy bay trực thăng tìm kiếm nạn nhân mất tích và đã giải cứu hơn 2.000 người khỏi nguy hiểm. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines, bão Watsi di chuyển chậm, gây mưa rất nhiều trong khu vực và khiến tình trạng lụt lội trở nên nghiêm trọng. Các thành phố Cagayan de Oro, Dipolog và Iligan với tổng số dân 700.000 người là những khu vực bị ngập nặng, nhiều nơi mực nước đã dâng cao tới 2 mét. Philippines thường phải hứng chịu khoảng 20 trận bão lớn mỗi năm, chủ yếu đổ bộ vào đảo Luzon, đảo lớn nhất và đông dân nhất nước này. Do các trận bão hiếm khi tác động tới khu vực đảo Mindanao, cộng với thái độ thờ ơ bất cẩn, mặc dù được thông báo rằng bão sẽ đi qua, nên cơn bão gây thiệt hại nặng nề về người và của. Hiện chưa có thông tin về số người đã kịp sơ tán. Chúng tôi tìm thấy thi thể của hai người ở đây và ba người khác ở phía kia. Họ chết do lở đất và bị chết đuối. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể ở gần làng Cavaliero. Theo Trung tâm Dự báo Bão, bão Watsi dự kiến sẽ quét qua đảo Palawan ở miền Tây Philippines vào đêm nay trước khi đi qua vùng biển Sulu với sức gió 75 km/h. Hồi tháng 9 vừa qua, hai trận bão có tên quốc tế là Nesat và Nangae đã liên tiếp đổ bộ vào Philippines, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Sau đó bão nhiệt đới Panian hồi tháng 10 đã làm 8 người thiệt mạng. Ngày 16 tháng 12, hơn 200.000 người biểu tình Syria đã tuần hành ở thành phố Homs thuộc miền trung nước này nhằm gia tăng sức ép đòi Liên đoàn Ả Rập hành động khẩn trương hơn nữa để ngăn cản cái mà họ gọi là sự trấn áp của chính quyền Damas nhằm vào người bất đồng chính kiến. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất tại thành phố này nhằm chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Một nguồn tin cho hay, cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình khiến hơn 10 người thiệt mạng. Cuộc bạo động diễn ra một ngày sau khi Nga đưa ra một lập trường cứng rắn hơn đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngày 15 tháng 12, Nga đã đưa ra bản dự thảo nghị quyết về cuộc khủng hoảng tại Syria lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong đó, Moscow đã lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực của tất cả các bên tại Syria, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực không phù hợp với chính quyền Damas. Bản dự thảo cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nước ngoài cung cấp trái phép vũ khí cho các nhóm vũ trang gây bất ổn tại Syria và kêu gọi chấm dứt chiến dịch đàn áp đẫm máu chống những người biểu tình. Cùng ngày, Liên đoàn Ả Rập đã hoãn phiên họp các bộ trưởng ngoại giao để Damas có thêm thời gian tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách chấp thuận một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt bất ổn tại quốc gia Tây Á này. Cũng trong ngày 16 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Matai cho biết tình hình quốc tế và các vấn đề chiến lược là những chủ đề chính trong cuộc đối thoại song phương giữa nước này với Nga. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Matai thông báo Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nhằm đối phó với những thách thức của thế giới hiện nay. Lãnh đạo hai nước đã đánh giá lại toàn bộ mối quan hệ song phương và tập trung thảo luận về những lĩnh vực chiến lược mà cả hai nước cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá về tình hình quốc tế, đặc biệt tại một số khu vực hiện đang là điểm nóng. Hai bên cũng thảo luận khả năng hợp tác về các vấn đề như cuộc khủng hoảng tài chính tại các diễn đàn quốc tế như G20. Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Matai, hai bên ủng hộ việc cải cách Liên Hợp Quốc và đánh giá cao vai trò của tổ chức này trong việc đối phó một cách hiệu quả với những nguy cơ và thách thức đang đặt ra trước nhân loại, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ hành động trong khuôn khổ nhóm BRICS, gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hai bên cũng nhất trí cho rằng các vấn đề nóng tại Trung Đông và Bắc Phi cần được giải quyết một cách hòa bình và không có sự can thiệp từ bên ngoài. Về lĩnh vực vũ khí giữa hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Matai cho biết, cả New Delhi và Moscow đều cam kết sẽ có những biện pháp cần thiết để đảm bảo thời hạn Nga chuyển giao hàng không mẫu hạm có tên INS Vikramaditya cho Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cam kết tiếp tục sử dụng công nghệ của Nga trong các nhà máy điện hạt nhân của nước này. Hai quốc gia cũng đã có những cuộc thảo luận về khả năng xây thêm hai lò phản ứng ở bang Tamil Nadu, miền đông nam Ấn Độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.